đề mà dư luận, người dân đang quan tâm. Giải pháp nào đến từ các ngành và các địa phương? Đối thoại về cải cách hành chính, cải cách để phục vụ tốt hơn. Chương trình đối thoại về cải cách hành chính do Sở Nội vụ và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp thực hiện với mong muốn cải cách hành chính và xây dựng một chính quyền vì dân phục vụ. Trân trọng được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc ý kiến của người dân liên quan tới vấn đề phát triển hạ tầng giao thông. Đây là mối quan tâm không chỉ của người dân Lâm Đồng. Vâng, thưa ông Trương Hữu Hiệp, trước khi đề cập đến những vấn đề tạm gọi là khá nóng hiện nay trên lĩnh vực giao thông thì tôi có một câu hỏi nhanh là hiện nay thì trước cái diễn biến của đại dịch Covid-19 thì ngành giao thông vận tải Lâm Đồng đã có những cái biện pháp như thế nào để đảm bảo về vận tải hành khách cũng như là vận tải hàng hóa trước cái diễn biến của dịch cũng như là đối với những cái tình huống có thể phức tạp hơn ạ? Kính thưa các bạn xem đài, trước cái diễn biến của đại dịch Covid-19 thì ngành giao thông vận tải Lâm Đồng cũng đã có tập trung nhiều cái giải pháp để đảm bảo an toàn cái việc vận tải hành khách cũng như hàng hóa. Trước hết đó là chúng tôi đã tăng cường đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đến các bến xe, các đơn vị vận tải và thường xuyên nhắc nhở nhân viên, người lao động, lái xe thực hiện cái thông điệp 5K trong phòng chống dịch, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế, chỉ đạo và truyền đạt các cái hướng dẫn của các cơ quan đến các đơn vị để triển khai công tác phòng chống dịch một cách tốt nhất. Trong đó thì chúng tôi tập trung là thống kê và lưu trữ đầy đủ danh sách các cái hành khách về khai báo y tế trên từng chuyến xe và để khi cần thiết thì chúng ta có thể truy vết. Thứ hai là chúng ta hạn chế tối đa cái việc vận tải hành khách bằng xe ô tô đến các địa phương mà đã công bố có dịch, không dừng đón ở các cái vị trí đó. Và cái thứ ba là chúng tôi tăng cường hoạt động các cái bằng ô tô đến các địa phương bình thường khác nhưng phải thực hiện nghiêm túc các phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan chức năng và tuyệt đối là không dừng đón trả khách đi qua các cái địa phương mà đã công bố dịch. Sở Giao thông Vận tải thì thường xuyên theo dõi cập nhật các cái diễn biến tình hình về dịch bệnh cũng như các cái chỉ đạo của cấp trên để làm sao đảm bảo và chủ động trong công tác phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi cũng thực hiện cái mục tiêu kép là đẩy lùi dịch bệnh để phát triển kinh tế. Nếu mà khi tình huống xấu xảy ra thì chúng tôi sẽ huy động toàn bộ các cái phương tiện để phục vụ cho công tác phòng chống dịch của địa phương. Và một cái ý cuối cùng là sở giao cho thanh tra Sở Giao thông là thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở và thậm chí là xử lý nghiêm các cái trường hợp không chấp hành các quy định trên. Dạ vâng, như vậy là những phương án hết sức là cụ thể đúng không ạ? Cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những vấn đề quan tâm. Thưa quý vị, đường lớn đã mở hay nói đúng hơn là những nút thắt về giao thông tại thành phố Đà Lạt thì đã được cải tạo. Và lẽ dĩ nhiên thì cùng với đó là câu chuyện về những chiếc đèn tín hiệu giao thông đang là mối quan tâm của người dân Đà Lạt. Câu chuyện sẽ rõ hơn qua phóng sự sau. Ngã tư Phan Chu Trinh, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông của thành phố Đà Lạt trước đây, giờ đã thông thoáng hơn sau khi được cải tạo mở rộng. Tuy nhiên, để ổn định trật tự giao thông hơn, thì người dân nơi đây mong muốn được lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Cái nút giao thông ở ngã tư Phan Chu Trinh mở rộng rất đẹp. Thứ nhất, thứ hai nữa là lên có đèn xanh, đèn đỏ thì tự động người ta tới đó dừng. Cả xe, tất cả các tỉnh về và ở trong mình cơ phải tự động, phải có ý thức mà cũng không cần cái đạo kia nữa, cũng không bao giờ kẹt. Tại vì có đông mới thì đông, cứ tới đó là bắt buộc người ta phải dừng rồi. Khi mà số lượng người du lịch về Đà Lạt trong những năm gần đây rất là tăng cao thì việc lắp đèn xanh đèn đỏ là theo em là nó sẽ giảm thiểu được cái ùn tắc cũng như là giảm thiểu được số vụ tai nạn. Và từ đó thì nhận thức của người dân khi mà tham gia giao thông sẽ tốt hơn. Ngã tư Hoàng Văn Thụ sau khi được mở rộng điều chỉnh giao thông hướng một chiều vòng theo hồ Hoàng Văn Thụ, tình trạng ùn tắc cũng đã được giải quyết.
việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này cũng đã được ngành chức năng tính đến sau khi lấy ý kiến rộng rãi của người dân. Tuy nhiên, theo hiện trạng địa hình thực tế, thì không ít ý kiến cho rằng đường dốc hay quanh co được xem là trở ngại cần được tính toán. Làm thí điểm vị trí nào mà cảm thấy phù hợp được thì mình để một cái trụ đèn mà xanh đỏ mà muốn đẹp á, để phù hợp với đô thị Đà Lạt là phải nghiên cứu. Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông có thể sẽ làm cho một số người có góc nhìn khác đi về một đặc trưng của thành phố du lịch. Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân địa phương và du khách là vấn đề mang tính cấp thiết. Đường lớn đã mở, tất cả đang mong chờ vào việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Vâng, nhìn nhận của người dân, chính những người đang trực tiếp tham gia giao thông hàng ngày có lẽ là khách quan và thực tế hơn cả. Ông Trương Hữu Hiệp, ông có chia sẻ gì về những mối quan tâm của người dân vừa nêu ạ? Phải nói là đối với Đà Lạt chúng ta thì đã là một đô thị của tỉnh lỵ. Phải nói đang trong cái giai đoạn phát triển rất là mạnh. Chúng ta biết là dân số tăng và phương tiện tăng. Như các bạn biết là hiện nay là xe ô tô của tỉnh Lâm Đồng đang quản lý là hiện nay là gần 75.000 ô tô, và trong đó mô tô là đã 1.120.000. Thì phải nói là bình quân một người của Lâm Đồng cũng đã sở hữu một phương tiện rồi. Thì phải nói cái hạ tầng giao thông thì không thể nào phát triển theo kịp cái mức độ tăng trưởng của quy mô của xe ô tô cũng như là người dân. Đặc biệt là cái tại trung tâm thành phố á, thì phải nói là cái tình hình mà ùn tắc, tai nạn giao thông, kẹt xe vào cái giờ cao điểm, vào những dịp cuối tuần và các cái dịp lễ Tết phải nói là xảy ra, phải nói là khá phổ biến. Trước cái tình hình đó thì phải nói sau khi thực hiện hàng loạt các cái giải pháp về phân luồng giao thông, rồi cấm xe theo theo tuyến, theo giờ, vân vân, thì cũng chưa giải quyết được cái tình trạng kẹt ùn tắc giao thông như trên. Thì trước tình hình đó thì dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh thì chúng tôi có nghiên cứu để làm sao là chúng ta có được những cái giải pháp tốt nhất, và cái tình hình về lắp đặt đèn tín hiệu á, là đây là một cái giải pháp phải nói là được nhiều người quan tâm. Chúng tôi cho rằng là trên địa bàn Đà Lạt hiện nay á, thì có 108 nút giao thông. Qua nghiên cứu á, thì chúng tôi đã xây dựng cái đề án để lắp đặt toàn bộ cái đèn tín hiệu giao thông. Trong đó thì đề xuất lắp đặt đèn xanh, đèn đỏ là 65 nút và 20 nút là lắp đặt đèn cảnh báo. Thì như vậy thì nếu thực hiện được thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh chung về cái quản lý các cái nút giao thông bằng đèn tín hiệu khá toàn diện. Trong thời gian qua thì Ủy ban tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao cho sở thực hiện đầu tư mở rộng hai cái nút giao thông Phan Chu Trinh và Trần Phú, Hoàng Văn Thụ theo cái hướng là mở rộng nút và tránh xung đột. Thì phải nói trong cái thời gian vừa thực hiện xong thì phải nói là được đại đa số các cái phương tiện đi qua các cái nút này rất là thông thoáng và được người dân rất là đồng tình. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc lắp đặt đèn tín hiệu là sắp tới là một cái việc làm cần thiết. Dạ vâng. Như vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về cái việc là cái tiến độ mà thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu trong thời gian tới như thế nào không ạ? Vâng, theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì hiện nay là chúng tôi đã trình một số các cái vị trí có tính chất là cấp bách và bức xúc nhất. Đó là chúng tôi dự kiến là sẽ trong năm nay sẽ triển khai khoảng 20 nút, mà trước mắt là sẽ xây dựng khoảng 6 vị trí là có tính chất cấp bách nhất để triển khai từ nay đến trước Festival Hoa. Và sau đó thì sẽ tiếp tục là triển khai đầu năm 2022 toàn bộ cái số lượng mà như chúng tôi đã thông tin. Và hy vọng rằng là đến trong năm, đến cuối năm 2022 thì toàn bộ cái hình ảnh về đèn tín hiệu sẽ được lắp đặt trên thành phố Đà Lạt. Như vậy là những cái thông tin mới được chia sẻ. Có lẽ là trước festival thì cái thời điểm 30 tháng 11 năm 2021 sẽ là cái thời điểm mà 6 chiếc đèn tín hiệu giao thông như ông vừa trao đổi đúng không ạ? Là sẽ được lắp đặt trước tiên. Và
tôi thì được biết rằng là sẽ có những cái điều đặc biệt xung quanh những chiếc đèn giao thông như vậy. Và chắc hẳn thì người dân cũng rất quan tâm đến vấn đề này, thì ông có thể chia sẻ về điều đặc biệt đó không ạ? Vâng, phải nói thì đèn tín hiệu đối với Đà Lạt thì đây là một cái sản phẩm ra đời gọi là khá là sâu so với các địa phương khác. Do đó thì chúng tôi cũng có cái ý tưởng là tham mưu cho lãnh đạo tỉnh là một số các cái kiểu dáng về đèn tín hiệu, thì có thể là chúng ta sẽ làm nó mềm hóa hơn, nó thiên nhiên hơn, xanh hơn đối với các cái loại đèn tín hiệu mà đang hiện hữu. Thì chúng tôi dự kiến là sẽ tham mưu là một số các cái kiểu dáng, trong đó là ví dụ như có cái hình cây thông cập vào trong cái đèn tín hiệu, hoặc là khi các cái đèn tín hiệu được mở lên thì chúng ta là không phải chỉ đơn thuần là chỉ cái vòng tròn mà nó là một cái bông hoa, vân vân, cũng như một số các cái cảnh Đà Lạt mà có tính chất là đặc thù á, ví dụ như tháp chuông hay là thủy tạ thì sẽ đưa vào một vài vị trí ở trung tâm Đà Lạt á, thì để tôn thêm cái dáng vẻ đặc trưng của thành phố Đà Lạt đối với cái đèn tín hiệu giao thông. Dạ vâng, như vậy là lần đầu tiên những chiếc đèn xanh đèn đỏ chúng ta tạm gọi như vậy đúng không ạ, đã sẽ hiển diện ở trên thành phố Đà Lạt xinh đẹp của chúng ta. Và những cái điều mà ông Trương Hữu Hiệp vừa chia sẻ thì cũng là mối quan tâm của người dân, và đặc biệt là cái phương án như thế nào để chúng ta có thể đảm bảo an toàn đối với những cái chiếc cột đèn như thế này ở tại những cái địa hình phức tạp ạ. Đối với Đà Lạt thì thực ra thì cái địa hình của chúng ta nó khá là chia cắt, độ dốc cao và nhiều đoạn đường ngắn, có nhiều khúc cua. Tuy nhiên thì cái việc lắp đèn tín hiệu cũng sẽ làm được với cái điều kiện là chúng ta đảm bảo về mặt kỹ thuật, tức là để an toàn, cũng như là khi vận hành qua các cái nút á, thì chúng ta phải có nhiều cái phương án khác nhau. Thì chúng tôi trước mắt là cũng sẽ tham mưu những cái vị trí mà nó không quá phức tạp và đảm bảo an toàn, đặc biệt là làm sao là không để những cái phương tiện khi mà cái thời gian dừng đèn đỏ quá lâu á thì sẽ bị ùn tắc ở những cái vị trí khác. Thì chúng tôi sẽ nghiên cứu để tham mưu đưa vào trong cái hệ điều khiển á, là nó hợp lý nhất để làm sao là chúng ta vận hành nó trơn tru an toàn. Còn nếu mà những cái vị trí nó quá phức tạp á, thì chúng ta sẽ nghiên cứu các cái giải pháp khác, ví dụ như là chúng ta làm hầm chui hoặc là chúng ta làm cầu vượt, thì trường hợp này cũng hạn chế thôi, nhưng mà nếu trường hợp đặc biệt thì cũng phải sử dụng cái phương pháp này. Không chỉ mang trong mình sứ mệnh của những chiếc đèn giao thông, mà đặc trưng hình ảnh của Đà Lạt thì sẽ được thể hiện trên mỗi cột đèn tín hiệu. Đây là một điều khá ý nghĩa và hy vọng thì sẽ tô điểm và cũng là một dấu ấn mới trong lòng bạn bè khi đến với thành phố Đà Lạt của chúng ta. Đây cũng là một trong những giải pháp mà sẽ góp phần tránh ùn tắc giao thông Đà Lạt. Tuy nhiên thì với địa hình khá đặc thù của phố núi, thì bên cạnh đó bài toán ùn tắc giao thông chắc chắn là sẽ cần có thêm những giải pháp. Và đâu là tính toán của ngành giao thông vận tải Lâm Đồng trong thời gian tới ạ? Thì chúng tôi cũng với cái trách nhiệm thì cũng đang tham mưu cho tỉnh là sẽ từng bước, tức là chúng ta lắp đặt những cái vị trí bức xúc á, thì để chúng ta giải tỏa đi những cái ách tắc giao thông mà người dân và du khách phải gánh chịu trong thời gian qua, thì chúng ta sẽ tiếp tục là nghiên cứu để triển khai đồng loạt phổ biến tất cả các cái vị trí khác, đồng thời thì kết hợp với những cái vị trí đèn tín hiệu á, thì chúng ta sẽ nghiên cứu các cái giải pháp khác để phân luồng giao thông và để làm sao là khi du khách cũng như người dân Đà Lạt á, là lưu thông kể cả trong giờ cao điểm và trong các cái dịp lễ Tết á, thì cũng không bị ùn tắc như thời gian vừa qua. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang một vấn đề khác. Quý vị, cũng liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông thì dự án cao tốc Dầu Dây Liên Khương đang được coi là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền và người dân Lâm Đồng. Trước khi đề cập đến những thông tin chính thức về dự án này thì một trong những thực trạng lo ngại hiện nay chính là những đường ngang đấu nối với lại cao tốc ạ. Những con đường cắt ngang qua cao tốc Liên Khương Ren. Thậm chí là người dân tự ý làm đường kiên cố đấu nối vào đường cao tốc này. Có những con đường vào khu dân cư sản xuất,
hình thành từ trước. Khi cao tốc Liên Khương Grand được xây dựng, người dân không còn lối đi nào khác. Họ buộc phải tháo dỡ giải phân cách để đi qua. Con đường cao tốc mà có một con đường là có một con đường dân sinh cắt ngang thì tất nhiên là nó sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng mà dân cư ở trong đây nó có trước cái con đường cao tốc, cho nên là con đường này là con đường dân qua lại để đi làm ăn nương rẫy của người ta ở trong đây nhiều. Cho nên là bây giờ nếu như con đường cao tốc này mở ra về phía bên là quản lý đường hay là bên là giao thông phải có một cái biển báo như thế nào để hạn chế bớt những tai nạn đi qua. Và cũng đã có những cái vụ tai nạn là xảy ra rồi mà nguyện vọng của dân thì không biết đi đường nào, không có con đường nào để đi qua chỗ này cả. Trước thực trạng không có đường vào khu sản xuất của người dân, ngành giao thông vận tải buộc phải cấp phép cho 20 xe máy được đi vào đường cao tốc. Đây quả thực là một bất cập. Khi qua đường cao tốc thì cũng phải sợ nguy hiểm, vì cao tốc là có đường là chúng tôi cũng phải nhờ nhà nước được là giúp đỡ và là cho coi là xem xét được là đường đi qua lại cho bà con chúng tôi. Bà con cũng không có đường nào để mà đi, vì có con đường này và duy nhất là con đường bà con đi rải. Vì cái đó là bà con cũng rất lo về an toàn giao thông. Theo khảo sát của ngành giao thông vận tải, dọc theo 19,2 km cao tốc Liên Khương Grand có 122 điểm đấu nối, phá rào cắt ngang do người dân tự ý mở ra. Người dân đang cần một đường gom dân sinh, đấu nối để đảm bảo an toàn khi qua lại cao tốc. Những hiểm nguy trên thực tế thì đã rất là rõ ràng, và đâu là biện pháp mà ngành giao thông vận tải sẽ đưa ra để chúng ta có thể rút kinh nghiệm trong cái dự án cao tốc mà sắp triển khai tới ạ? Trước hết thì cũng điểm qua là cái đường cao tốc Liên Khương Grand á, thì chúng ta xây dựng từ những năm 2003. Thì do cái thời điểm đó thì cái kinh phí đầu tư cho cái đường cao tốc thì nó cũng có mức độ hạn chế. Do đó những cái công trình phụ trợ thì chúng ta chưa hoàn chỉnh, chưa được đầu tư toàn diện. Thì nó có cái tình trạng xảy ra như phóng sự mà chúng ta vừa xem. Thì ở đây thì chúng tôi cho rằng là những cái tồn tại đó thì trong quá trình triển khai thực hiện và sử dụng đường cao tốc thì đã xuất hiện. Và trên cơ sở đó thì Ủy ban tỉnh cũng đã cho phép Sở Giao thông Vận tải là triển khai xây dựng là cái tuyến đường gom, đường dân sinh. Thì hiện nay là với cái giai đoạn 1 là làm khoảng 4 km đường gom và một cái cống lớn xe 45 chỗ là đi thông từ đường cao tốc qua bên quốc lộ 20. Và giai đoạn 2 thì sẽ giao cho nhà đầu tư khoảng 9 km đường gom còn lại để làm sao là cái toàn bộ cái khu dân cư cũng như cái nhu cầu đi lại giữa đường cao tốc và quốc lộ 20 thì sẽ được giải quyết một cách căn bản. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cho rằng là tỉnh cũng đã có nhiều cái văn bản chỉ đạo về cái triển khai thực hiện cái việc lập lại cái hành lang đường bộ ở tất cả các tuyến đường. Thì trong đó là có cái văn bản 1967 thì giao nhiệm vụ cho Ủy ban huyện Đức Trọng, nhà đầu tư cũng như Sở Giao thông Vận tải là tiến hành một số các cái giải pháp để mà xử lý cái tồn động về cái việc cái đường ngang và lấn chiếm hành lang cũng như đấu nối trái phép trên đường cao tốc. Thì cái nhiệm vụ này chúng tôi đang thực hiện và hy vọng là trong thời gian tới, song song với cái việc làm cái đường gom dân sinh thì cái việc xử lý những cái tồn tại vi phạm trên đường cao tốc sẽ được giải quyết, thì chắc chắn nó sẽ đảm bảo cái an toàn. Như vậy thì để rút kinh nghiệm cho cái việc xây dựng trong thời gian tới thì đây là tôi cho rằng là vấn đề là chúng ta phải đầu tư một cách đồng bộ, và trên cơ sở đó là phải tăng cường công tác quản lý để làm sao là cái việc vận hành đường cao tốc sẽ được đảm bảo. Như vậy là cái câu chuyện của hiện tại thì cũng chính là bài học kinh nghiệm cho tương lai. Và một thực tế nữa cũng là vấn đề được rất là nhiều người dân quan tâm, đó là cái việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc ạ. Thời gian qua thì đã có rất nhiều những cái phản hồi từ dư luận cũng như là tốn rất nhiều giấy mực về câu chuyện ách tắc giao thông ở đèo Bảo Lộc. Vậy thì đâu sẽ là cái biện pháp để giải quyết cái tình trạng này cũng như là rất nhiều những cái vụ tai nạn đã xảy ra trong thời gian qua thưa ông? Đúng như vậy, trên đèo Bảo Lộc thời gian gần đây thì phải nói xảy ra rất là nhiều vụ tai nạn. Có nhiều vụ tai nạn gây chết người và bị thương một số người. Thì phải nói trước tình hình đó thì
tỉnh Lâm Đồng, tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cũng đã rất là quan tâm, chỉ đạo. Và chúng tôi Sở Giao thông Vận tải cũng đã phối hợp với các ngành là tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế. Và qua thị sát thì chúng tôi đã đưa ra cái phương án là sẽ tổ chức là khắc phục một số các cái vị trí cải tuyến mở rộng để đảm bảo cái an toàn, cũng như là cần phải đầu tư một cái hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến đường đèo. Và trước mắt thì tỉnh cũng đã chỉ đạo là lắp đặt camera theo dõi, giám sát và tiến tới là xử phạt nguội. Thì tỉnh cũng đã giao cho ngành công an và một số ngành thì hiện nay đang triển khai 9 vị trí lắp đặt và tiếp tục là sẽ nghiên cứu lắp đặt thêm. Thì đối với đèo Bảo Lộc thì tôi nghĩ là hiện nay là trách nhiệm là chính là thuộc Bộ Giao thông, là cơ quan đang quản lý cái tuyến đường này. Thì tỉnh Lâm Đồng đang thống nhất với Bộ Giao thông về cái phương thức để triển khai khắc phục cái nội dung mà qua cái kiểm tra thị sát thì chúng tôi đã có kiến nghị. Nhưng mà cái giải pháp lâu dài tôi cho rằng là vẫn phải đầu tư một cái tuyến đường để phá cái thế độc đạo của đèo Bảo Lộc, mà đó là chính là đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương được triển khai. Như ông đề cập thì cao tốc Dầu Dây Liên Khương cũng sẽ chính là một trong những cái giải pháp tốt, đúng không ạ, để chúng ta có thể góp phần giảm thiểu những cái hệ quả về trên. Vậy thì cái thông tin về khởi động dự án thì đang rất là được người dân mong chờ, ông có thể chia sẻ gì ạ? Vâng, đây là phải nói một cái dự án rất là lớn mà tỉnh Lâm Đồng trong nhiều nhiệm kỳ cũng đã quan tâm đưa vào, đây là công trình trọng điểm của tỉnh và cũng có nhiều cái giải pháp để triển khai. Tuy nhiên thì phải nói chưa triển khai được, và chính là đầu nhiệm kỳ này với cái sự quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban và các ngành thì hiện nay là đã vào cuộc và đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương là có tín hiệu sẽ được triển khai sớm, với cái nội dung là Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai cái đoạn 1 từ Dầu Dây về tới Tân Phú và cũng đang làm các cái thủ tục để triển xin chủ trương đầu tư. Hy vọng là đến cuối năm này cái phần chuẩn bị đầu tư sẽ xong và đến năm 2022 thì sẽ khởi động được. Còn riêng cái đoạn 2, tức là đoạn từ Tân Phú về đến Bảo Lộc thì dài 69 km này á, thì đây là cái đường đoạn phức tạp nhất qua đèo, và như chúng ta đã đề cập là đây là một cái việc mà có thể chúng ta khắc phục được cái thế độc đạo của đèo Bảo Lộc. Thì đã được chính phủ giao cho tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và hiện nay thì tỉnh Lâm Đồng cũng đã làm nhiều việc với các cơ quan trung ương. Và gần đây nhất là cái cuộc là làm việc về cái hội nghị thẩm định dự án này để trình cho Thủ tướng ra cái quyết định, cái chủ trương chính thức để triển khai. Và với cái hiện nay thì tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng cái dự án tiền khả thi và hy vọng đến cuối năm nay sẽ khởi động dự án và bước sang năm 2022 thì sẽ khởi công dự án. Dạ vâng, như vậy là đã có rất là nhiều cái tín hiệu vui sau bao lâu chúng ta mong chờ, đúng không ạ? Và bây giờ thì cái thời gian còn lại là rất ít. Chúng tôi sẽ ưu tiên để dành cho những câu hỏi mà khán giả gửi tới mà tổ thư ký vừa tổng hợp ạ. Vâng, thưa ông, là liên quan đến vấn đề mà chương trình đề cập, đó là người dân hàng ngày tham gia giao thông trên đèo, thì chúng tôi thấy là tình trạng xe chở quá tải cực kỳ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và hư hỏng đường ở đèo Bảo Lộc. Và tình trạng này đã tồn tại rất là lâu nay, chính quyền địa phương cũng như người dân thì hoàn toàn nắm được. Vậy thì việc xử lý để triệt để những cái tình trạng này, tránh những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra sẽ được thực hiện như thế nào? Đúng rồi, cái tình trạng mà xe quá tải lưu thông trên tuyến quốc lộ nói chung và trên đèo Bảo Lộc nói riêng thì đã diễn ra một cách phải nói là khá thường xuyên. Mà cái nội dung này thì trách nhiệm thì có nhiều cấp nhiều ngành, tuy nhiên thì với ngành giao thông vận tải thì chúng tôi nhận thức rằng đây là cái nhiệm vụ rất là trọng tâm. Vừa qua thì chúng tôi đã chỉ đạo thanh tra giao thông là thường xuyên có cái tuần tra kiểm tra để xử lý vi phạm, đặc biệt là kiểm tra các cái phương tiện mà lấy vật liệu ở các cái mỏ vật liệu nó quá tải rồi lưu thông để có cái lợi nhuận cao hơn. Thì đây là cái việc làm mà chúng tôi cho rằng là không chấp nhận được. Hiện nay thì đối với đèo Bảo Lộc thì cũng đã bố trí, công an tỉnh cũng đã bố trí 2 cái trạm cảnh sát giao thông để kiểm soát cái nội dung này, cũng như là chúng tôi báo cáo lúc nãy là có đang triển khai lắp đặt 9 cái vị trí camera để quan sát các cái xe vượt không đúng hoặc là chở quá tải. Thì đây là những giải pháp trước mắt, và lâu dài thì chúng tôi sẽ cùng phối hợp với ngành công an sẽ có những cái giải pháp căn cơ về
kiểm soát cái xe quá tải. Vâng, cảm ơn câu trả lời hết sức cụ thể của ông ạ. Và xin được đến với một vấn đề nữa, đó là về dự án cao tốc Dầu Dây Liên Khương thì hiện nay có tình trạng là tung tin cao tốc đi qua các địa phương và làm loạn giá đất. Thì ông Hiệp có thể cho chúng tôi biết là thông tin chính xác để người dân chúng tôi không bị hoang mang, nhiễu loạn thông tin cũng như tránh những thiệt hại về kinh tế và mất an ninh trật tự ở các địa phương ạ? Về đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương thì đây là cái dự án mà như chúng tôi báo cáo là một cái dự án lớn của tỉnh quan tâm trong nhiều nhiệm kỳ và nay chuẩn bị triển khai. Thì về công tác quản lý thì tỉnh đã giao cho các địa phương là phải tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là các cái vị trí đất nằm trên cái trục tuyến mà hướng tuyến của đường cao tốc đã xác định. Chúng tôi cho rằng là người dân cũng không nên là vì cái lý do là có đường cao tốc mà có cái tác động về cái giá đất cũng như diễn ra cái việc mua bán nó bất hợp pháp. Vì ở đây là đường cao tốc là một cái trục giao thông nó xuyên suốt từ Dầu Dây về tới Đà Lạt. Do đó thì cũng không phải là một cái tuyến đường bình thường như các tuyến đường khác. Cái việc đấu nối rất hạn chế. Đấu nối đường cao tốc nếu khi làm đúng của nó thì sẽ rào hai bên và chỉ cho đấu nối một số các cái quốc lộ, tỉnh lộ, một các cái tuyến giao thông trọng yếu vào đường cao tốc theo cái mức là khác mức. Thì do đó là cái việc không thể là chúng ta mua đất gần đường cao tốc để mà kinh doanh kiếm lời, thì cái việc này nó sẽ không đáp ứng được cái yêu cầu đó. Xin hỏi ông là nếu như người dân bây giờ muốn tìm hiểu thông tin về dự án cao tốc thì có thể tìm hiểu ở đâu? Thực ra thì dự án đường cao tốc thì chúng tôi đối với tỉnh Lâm Đồng thì ở Ủy ban tỉnh, ở văn phòng Ủy ban tỉnh, ở Sở Kế hoạch và ở Sở Giao thông thì sẽ cung cấp thêm về cái hướng tuyến này, quy mô này, rồi về các cái yêu cầu khác về đấu nối rồi vân vân để cho người dân hiểu thêm. Rất nhiều những thông tin cụ thể, những câu trả lời thấu đáo và cả những bước phát triển ở tương lai nữa thì cũng đã được chia sẻ và hy vọng rằng thì đây cũng đã giải đáp được phần nào những mối quan tâm của người dân liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Và chương trình của chúng tôi hôm nay thì cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự hợp tác của ông Trương Hữu Hiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.